cái bắt đầu là địch nó đánh ra, đánh ra, đánh ra, rồi cuối cùng mấy ông mà đội mất cảnh giác, để ở nó lấy khẩu súng rồi mà nó không bắn chết rồi mày, nó chạy về địch tiếp. Ông sao già nó bây giờ tao còn nhớ mà. Ông nó gắt tù á, lừa mấy cái thằng á, mấy cái thằng địch mà nó nhốt anh em mình á, thì lừa mấy thằng nó vô tù. Ông nói cái mức độ thế nè, tức là ông nói cái dân khổ, cái thằng địch nó hành nó hả, anh em mình bị bắt đủ thứ đó. Ông nói, ông nói là ông nói thấm thía, ông mới lựa mấy thằng cha mà mở tù của địch đó, giữ giữ tù. Giám thị á, như em mà gặp cái thằng mà cầu ở tù Phú Quốc mà nó làm giám thị trung trị tính, còn nó ác lắm. Được. Rồi nó bắt mình ra, bắt đầu nó đá nhào vô bờ rào diễn hiểm á. Khi giải phóng về đó, giải phóng về đó, bắt đầu Tết á, Tết năm 15 đó, nhớ em về á, đi qua đường Gia Long, anh đi mà đi mặc áo bộ đội áo đó, gặp ảnh ngồi ảnh bơm bút bi bừng bực đậu cái nón này nè, bơm bật bút bi á, như mà cái bút bi mình đã hết rồi bơm bật vô đó, thấy anh ngầu đó, anh dòm lên, thấy mình đi tới, anh tưởng là khách, anh ngớt lên là biết rằng tính mau, tính mau, trung trí tính mau, mình cũng gọi trung trí tính mau, mà thằng nó ngồi ngoài đó, cái lâu khác thằng nó ác thêm, con đá mà mình nó lọt vô cái gai. Quả cái hội nhậu nhậu đó không bắt ra đi tập không đêm nói nghe rồi xong bắt đầu là mình mới kêu cô về nói mình ngồi xuống, bắt đầu là ở cái hầu đó là cái chỗ gốc đó được có cà phê quốc tế, cà phê gốc ngay từ đường Gia Long đó nha, đó không có cà phê đó, rồi mới kêu cà phê ra cho nó rồi ngồi nó chịu hỏi, rồi bây giờ coi như là rồi mình mới nói động viên nó tới yên tâm đi, cái chuyện quá khứ rồi bây giờ là bỏ qua, bây giờ là cứ thì không mấy yên tâm đi, rồi bắt đầu bây giờ là mình mới về, thì qua coi một thời gian sau đó là anh biết mất. Biến mất không thấy đâu nữa, mà hỏi thăm không thấy đâu nữa, anh sợ mình đi báo để mà cải tạo ngay, chắc là anh trốn cải tạo rồi mình còn không nói ai hết. Cũng biết luôn rồi bây giờ thì nó cũng ở trên mương máng, đó nó còn ở trên mương máng, thằng ở trong mương máng nè, bây giờ vẫn còn không, chắc còn nhé. Mà biết cái tên người thổ là biết anh ở thì chúng tôi tính chứ, nhưng mà mình không truy, mình không nói, bạn bè là tù đó là mình cũng không nói, biết rồi. Là biết rồi không nói, sợ báo nó qua lấy tiền cái tàu tàu đó là lơ mơ biết rồi, bắt cái tàu đó nó đá mình đó, bắt đầu anh ngồi anh nói chuyện mình đun không lấy cái gì cho ý thằng con. Thank you.